Chào mọi người nha. Ô tô tiện ích vừa hoàn thành xong chiếc xe 8 này là phủ rầm, và ngày mai mình sẽ tiếp tục là phủ ceramic chiếc này ha. Và mình vừa hoàn thành xong là lắp cái bộ rập rương lên kính cho chiếc xe 8 này. Và bây giờ mình sẽ test cho tất cả mọi người xem nha. Ví dụ như khi mà chúng ta ra khỏi xe mà và chúng ta quên lên kính, thì bây giờ chúng ta chỉ cần nhấn nút lock lại thôi, thì hai cái lỗ tai rương á nó sẽ rập lại và những cái kính nó chưa lên nó sẽ chạy lên ha. Và còn một cái nữa, khi mà chúng ta muốn xuống bốn kính để cho nó thoát hơi nhanh nhất, để khi mà chúng ta vào á nó mát hơn và là máy lạnh nó làm gì sẽ nhanh hơn á, thì chúng ta chỉ cần thao tác trên cái remote này thì nó cũng sẽ xuống bốn kính ha. Đó mọi người thấy nè, đó tự động nó xuống bốn kính luôn ha. Rồi bây giờ mình chỉ cần lên lại thôi, muốn lên lại thì chúng ta chỉ cần nhấn lock lại và nó sẽ lên lại. Đó, CX8 gắn bộ gập gương lên kính rất là tiện nha. Rồi, cảm ơn mọi người xem video của Ô tô Tiện Ích nha.